ngoài các hệ thống quyền chiến lược căn bản vân vân, Vô Vi Nam còn huấn luyện cho môn sinh một hệ thống quá gỡ, tóm bắt, ôm xiết, đánh vào các cấp khuỷu trong cơ thể để tự vệ trong những trường hợp chúng ta thường gặp trong đời sống như nắm áo, nắm tay, ôm, bóp cổ. Các đòn khóa gỡ trình độ 1, bóp cổ trước lối 1. Lưu ý, hai tay vung cao chứ không tung ra. Bóp cổ trước lối 2. Tay đánh giặc, sát đứt, suy chỏ. Bóp cổ sau. Nắm cổ áo lối 1. Lưu ý, tay đánh từ dưới lên, nâng cổ tay đối phương theo hình chữ V và bẻ gập xuống. Nắm cổ áo lối 2. Hai tay đánh sát vào người, xoay hai cánh chỏ. Ôm trước không tay. Ôm trước cả tay. Hai tay đánh giạt ngang, hai chém vào lườn và lên gối phải. Ôm sau không tay. Ôm sau cả tay. Đạp chân vào ngón chân cái đối phương, xoay người chém vào hạ bộ. Ôm ngang. Ấn thốc vào ngực, điểm mông, quăng bổng đối phương qua người. Nắm tóc trước lối 1. Nắm tóc trước lối 2. Nắm tóc sau lối 1. Xoay người đánh chỏ, bước chân kiệt, chỏ vào cuốn họng. Nắm tóc sau lối 2. Tay tốn, xoay người giật chỏ. Đá quét. Nắm tay cùng bên, lối 1. Đây là các thế gỡ bắt khi bị đối phương khóa tốn nắm. Nắm tay khác bên, lối 1. Hai tay nắm một tay. Hai tay nắm hai tay trước. Hai tay nắm hai tay sau. Khóa sau vòng gáy. Hai tay xoay sát, nắm hai ngón út của đối phương bẻ gập. Đồng thời, chúng ta có thể đánh triệt ngã.